Rồi ok anh em, thì hôm nay em quay tiếp cho anh em ha. Thì than con bao trống thì em còn có 3 con thôi anh em. Thì bữa về cũng được hai mấy con anh em mà bán hết rồi. Giờ còn 3 con bao trống thôi. Còn phía dưới đây thì em không bao trống thì em còn khá nhiều nha anh em. Đó anh em, còn rất là nhiều luôn. Thì hàng không bao trống là em bán 350 nha anh em. Rất là nhiều con luôn ha. Đó anh em, cái này là bên mối nó về cho em là nó không có bao trống anh em. Thật ra em không có bao trống lại cho anh em nha. Hàng này thì em bán anh em là 350 một con. Đó, những con này là con nằm ổ luôn anh em, rất là nhỏ luôn nè. Rất là nhiều luôn. Đó, con này rất là to luôn nè. Thì anh em nào mình cần chim bao trống thì hiện tại em còn 3 con, anh em nào bắt sớm thì bắt được thì bắt nha anh em. Còn hàng không bao trống thì em còn rất nhiều. Nhưng mà nếu anh em nào cần hàng không bao trống thì em cũng cố gắng em lựa cho anh em những con có khả năng chống cao nha anh em. Đó, dạ em mới trăng xong đang phơi nắng nó xíu nè anh em. Chim con thì phơi nắng một tí thôi nha anh em. Phơi nắng buổi sáng cho chim nó khỏe một xíu thôi. Con kia nó rải mà nó nhào ra phía sau rồi nè. Đó. Đó, mình phơi nắng cho chim nó khỏe một xíu rồi mình đem vô cho anh em. Đó. Nó phơi nắng rồi nè. Đó nằm phơi nắng. Mình phơi nắng nhiều quá là chim nó bị hóc nha mọi người. Đó anh em. Rồi ok, anh em nào cần bao trống thì còn 3 con, anh em nào nhanh tay thì bắt giùm em nữa ha. Rồi ok. Giờ em quay than tiếp cho anh em ha. Ok anh em, lại tiếp tục là than bổi. Còn quá nhiều anh em. Hôm qua lúc này là mỗi ngày em đều về than bổi lại mỗi ngày mỗi về hết nha anh em. Thì mối nó có lúc nào nó báo cho em lúc đó. Thì đây anh em, rất là nhiều. Hầu như lúc nào bên tiệm của em là cũng full hết đó anh em. Full lồng. Từ trên xuống dưới. Từ trái qua phải luôn. Đó anh em, rất là nhiều ha. Thì em bán 2 con là 450 nha anh em. 2 con là 450. Còn anh em nào mình mua một con thì là 250 nha. Còn những con hàng giống như con này nè anh em, nó bị thiếu đuôi á. Thiếu đuôi lông lá xấu rồi thì em bán là 200.000 một con. 200.000 một con nha anh em. Đồng giá hết 200.000 một con. Những con bị thiếu đuôi, thiếu này, thiếu cánh đồ, lông lá xấu hay là chim nó ốm quá anh em. Lỗi móng, lỗi miết gì em bán 200.000 một con hết nha. Còn những cái con mà nó lỗi móng mà nó gãy nó không ra được nữa thì em bán 150 nha anh em. Đó ok anh em. Đó. Thì mùa này chim thường lông lá nó cũng hơi xấu anh em. Thì anh em cứ qua tiệm lựa thoải mái ha. Mình thích con nào thì mình bắt con đó. Còn anh em ở xa mình không lựa được thì mình cứ nhắn tin trực tiếp cho em. Thì em sẽ để số điện thoại trên màn hình. Anh em nhắn vào đó thì em sẽ lựa cho anh em những con đẹp nha anh em. Đó anh em, rất là nhiều ha. Đây, những con này. Đó, con 22 này bộ rất là đẹp này nè. Cao cầu mỏng lông. Đó. Đây. Đó. Con này lông lá hơi xấu nè nè. Như con 12 này là lông hơi xấu một xíu thôi nha nè. Đó. Đây. Bên đây. Lồng 2 con quá nhiều luôn nè, nên những con rất là đẹp luôn nè. Lồng 72 con đang đứng im rất là cao luôn nha nè. Đó. Rất là nhiều. Ở bên đây nữa nè mọi người. Đó. Đó nè. Rất là nhiều nha. Đó nè. Giờ xuống dưới là full hết nha. Rồi lửa nữa nè anh em. Hai bên đây cũng còn nữa nè. Rồi lửa bỏ em cũng còn rất là nhiều nha anh em. Đó. Than lửa vậy em còn nhiều hết nha anh em. Đó anh em.
đó. Rồi cưỡng con nữa nè anh em, đó. Rất là nhiều ha. Đó anh em, hen bổi. Đó. Rồi ok anh em, thì anh em nào mình thích con nào thì mình nhắn tin cho em nha. Thì em sẽ lựa cho anh em. Rồi ok, em quên nữa anh em, còn hai con này lên cho anh em luôn. Hai con hút mật nha anh em. Đây. Con này là con ngực lửa nha anh em. Thì em bán luôn cho anh em là 500 nha anh em, chim không nha anh em. Giá bất ngờ luôn 500.000, bán xả ra luôn cho anh em luôn. 500.000 con ngực lửa. Con này rất là đẹp luôn anh em, tại vì nhốt trong lồng này nó không có cái cọc phụ á. Nó nhảy ra cái đuôi nó hơi tưa hơi xấu thôi nha anh em. Chứ con này rất là đẹp nha. Đó. Vậy xuống ăn. Chám cứng nhắc luôn nha anh em. Rồi ok anh em, con ngực lửa 500.000 nha anh em. Ngực lửa 500 nha. Rồi, con thứ hai là con Nepal nha anh em. Đây. Con Nepal. Ây chà. Để anh dở ra cho anh em coi. Con Nepal này cũng cám cứng luôn nha anh em. Ta nuôi chim cũng 3-4 tháng rồi nha. Cám cứng hót rồi luôn. Ừ, con này thì em bán cho anh em là... Để anh dở cái này ra, quay trở dễ cho anh em coi. Rồi, con này em bán cho anh em, con này là 600.000 nha. Con Nepal 600.000 nha anh em. Giá quá bất ngờ rồi anh em, chim ra nuôi rồi nha anh em, chứ phải chim bổi mới bắt về tập cám cứng nha. Chim này là chim nuôi cũng 3-4 tháng rồi nha mọi người, hot rồi luôn nha. Rồi 600.000 luôn nha anh em. 600.000 con Nepal. Quá rẻ. Đó anh em không? Mấy cái dòng hút mật này dễ chơi thôi anh em, cứ cám nước là đủ là nó sống thôi. Chứ không có cần cầu kỳ gì hết á, cứ ngày hay ngày cho miếng cam là ok. Là mình nuôi nó tắm táp rồi là đẹp lên chơi mầm thôi anh em. Đó. Rồi ok. Thì anh em nào mình chốt con nào thì cứ nhắn tin cho em ha. Thì em sẽ chọn cho anh em những cái con anh em thích nha. Cho anh em. Ăn bổi thì quá nhiều luôn. Rồi ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của em, anh em của em ha. Thì cũng chúc anh em có một ngày mới vui vẻ, nhiều sức khỏe. Và sắp tới lễ rồi thì cũng mong anh em có một kỳ nghỉ bên gia đình thật hạnh phúc nha. Dạ rồi, cảm ơn tất cả anh em.